Vụ việc thầy giáo Nguyễn Văn Chính, 55 tuổi, giáo viên dạy toán của trường Trung học phổ thông Sóc Sơn, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, có quan hệ tình cảm với học sinh THT từ khi nữ sinh này còn là học sinh lớp 10 tại trường, dẫn tới mang bầu, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trước vụ việc này, trên mạng xã hội đã lan truyền một loạt hình ảnh nhạy cảm và tờ giấy có nội dung bản tự nguyện yêu thầy Chính được cho là của nữ sinh THT. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng bản tự nguyện này hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Theo quy định tại khoản 1 điều 145 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội giao cấu với trẻ em, người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Khoản 2 điều này quy định về cấu thành tăng nặng với các trường hợp tăng nặng trách nhiệm hình sự cụ thể, mà nếu rơi vào các trường hợp này, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Phạm tội 2 lần trở lên đối với 2 người trở lên có tính chất loạn luân làm nạn nhân có thai. Trong trường hợp này, thầy giáo đã làm cho nữ sinh ở Kiên Giang có bầu nên có thể phải chịu hình phạt cao nhất đến 10 năm tù giam, luật sư Trần Xuân Tiền phân tích. Trước vụ việc trên, luật sư Tiền cho rằng nguyên nhân sâu xa của sự việc này là sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận những người làm nhiệm vụ chồng người. Để hạn chế những sự việc tiêu cực, các cơ quan chức năng cần phải quan tâm một cách đúng mức đến chất lượng đầu vào của ngành giáo dục, trong đó đặt yếu tố đạo đức nghề nghiệp là tiên quyết. Ngoài ra, các bậc cha mẹ nên quan tâm, lắng nghe tâm tư và chia sẻ với con em mình nhiều hơn, bổ sung kinh nghiệm, kỹ năng để nắm được những nguy cơ tiềm ẩn nguy hiểm, luật sư Tiền chia sẻ. Hiện nay, em T đã được chuyển sang học tại một trường khác, còn thầy giáo Nguyễn Văn Chính không được cho nghỉ như đơn nguyện vọng mà chỉ bị đình chỉ công tác. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo phía trường Trung học phổ thông Sóc Sơn họp hội đồng kỷ luật có hình thức xử lý đối với thầy Chính về mặt chính quyền.